Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin tức 24 giờ HD, kênh cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý hấp dẫn nhất trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng đến với những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Tối 23 tháng 7 có 3.409 ca mắc mới COVID-19. 1.083 ca mắc trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Cả nước có 7.307 ca mắc. Hà Nội ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tính tới 18 giờ ngày 23, Hà Nội có 48 ca mắc mới. Chuyên gia y tế, ca chỉ điểm ở Hà Nội là phần nổi của tảng băng chìm. Thêm 4 ca COVID tử vong ở Tiền Giang, một người trẻ tuổi không bệnh nền. Hà Nội thông báo khẩn tìm người đến cửa hàng liên quan F0. Bách hóa xanh, sau khủng hoảng doanh số nở hoa hay thương hiệu bế tắc. Trên đây là phần điểm tin nóng nhất 24 giờ qua. Mọi ý kiến phản hồi, kính mời quý vị chia sẻ dưới phần bình luận. Tối 23 tháng 7 có 3.409 ca mắc mới COVID-19. 1.083 ca mắc trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Cả nước có 7.307 ca mắc. Kính thưa quý vị, tối ngày 23 tháng 7, Bộ Y tế cho biết có 3.409 ca mắc mới COVID-19 với 12 ca nhập cảnh và 3.397 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 1.083 ca trong cộng đồng. Như vậy, hôm nay cả nước có 7.307 ca mắc mới. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh 1.611, Bình Dương 571, Long An 379, Đồng Nai 184, Tây Ninh 176, Đồng Tháp 98, Tiền Giang 58, Bà Rịa Vũng Tàu 58, Hà Nội 56, Khánh Hòa 51, Quảng Ngãi 26, Bình Thuận 24, Cần Thơ 24, Ninh Thuận 18, Phú Yên 15, Đắk Nông 8, Trà Vinh 6, Bình Định 6, Bình Phước 4, Hậu Giang 4, Bắc Ninh 4, Vĩnh Phúc 3, Lâm Đồng 2, Cà Mau 2, Hà Tĩnh 2, An Giang 2, Bắc Giang 2, Hòa Bình 1, Quảng Nam 1, Kon Tum 1. Tính đến chiều ngày 23 tháng 7, Việt Nam có tổng 81.678 ca mắc, trong đó có 2.141 ca nhập cảnh và 79.537 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27 tháng 4 đến nay là 77.967 ca, trong đó có 12.762 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 8 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, bao gồm Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Cạn. Trong ngày 23 tháng 7, có 2.115 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, tổng số ca được điều trị khỏi là 15.536 ca. Hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 166 ca và 19 bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO. Trong 24 giờ qua, đã thực hiện 103.146 xét nghiệm cho 407.714 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện là 5.008.871 mẫu cho 13.980.234 lượt người. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 4.411.659 liều, trong đó tiêm một mũi là 4.077.099 liều. Tiêm mũi 2 là 334.560 liều. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã trình Chính phủ tờ trình số 1097/TTR-BIT ngày 23 tháng 7 năm 2021 về việc đề nghị đưa nội dung một số biện pháp về phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào nghị quyết kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 15. Tiếp tục tập trung lực lượng để hỗ trợ dập dịch nhanh nhất, sớm nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận và một số địa phương đang có dịch trên cả nước. Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh do Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt tiếp tục điều phối, phối hợp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thường xuyên bám sát các diễn biến thực tế, liên tục chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như thực hiện giãn cách, cách ly phù hợp theo mức độ nguy cơ trên nguyên tắc khoanh vùng rộng để lấy mẫu xét nghiệm và phong tỏa hẹp, thực hiện truy vết thần tốc, phát huy vai trò của các tổ chống dịch dựa vào cộng đồng, áp dụng các phương pháp xét nghiệm phù hợp với tình hình thực tế cho từng nhóm đối tượng và tổ chức tốt công tác điều phối lấy mẫu, xét nghiệm, thực hiện các hình thức cách ly phù hợp.
Hà Nội ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tính tới 18 giờ ngày 23, Hà Nội có 48 ca mắc mới. Kính thưa quý vị, chiều tối ngày 23 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, đến 18 giờ cùng ngày đã ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 2 ca dương tính là các trường hợp thứ phát từ các F0 phát hiện qua sàng lọc người ho sốt ở cộng đồng, 2 ca liên quan đến chùm ca bệnh nhà thuốc Đức Tâm, Đống Đa, 1 ca liên quan chùm thành phố Hồ Chí Minh, 1 ca liên quan chùm Bắc Ninh, 3 ca liên quan chùm Tân Mai, Hoàng Mai, 1 ca liên quan chùm Nguyễn Khuyến, Đống Đa. Như vậy, trong ngày hôm nay, Hà Nội đã ghi nhận 48 ca dương tính SARS-CoV-2. So với ngày hôm qua phát hiện 64 ca, thì hôm nay số lượng ca phát hiện đã giảm 16 ca. Cụ thể bao gồm, bệnh nhân là nữ, sinh năm 2020, địa chỉ tại Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, là F1 của bệnh nhân 60.422, đã được cách ly tập trung từ trước và có xét nghiệm âm tính, xuất hiện sốt ho, được lấy mẫu kết quả dương tính. Bệnh nhân là nữ, sinh năm 1982, địa chỉ tại Hào Nam, ô Chợ Dừa, Đống Đa, là F1 của bệnh nhân 51.263, đã được cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp từ ngày 18 tháng 7 và xét nghiệm lần 1 âm tính, ngày 22 tháng 7 xét nghiệm lần 2 dương tính. Bệnh nhân là nam, sinh năm 1996, địa chỉ tại Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, là F1 của các bệnh nhân dương tính xác định ngày 21-22 tháng 7. Ngày 22 tháng 7, bệnh nhân vào Viện Đức Giang xét nghiệm, kết quả dương tính, Bệnh viện Đức Giang thực hiện. 2 ca thuộc chùm nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ, Đống Đa. Bệnh nhân là nữ, sinh năm 1938, địa chỉ tại Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Đây là F1 của bệnh nhân 60.232, đã được cách ly tập trung tại Học viện Nông nghiệp và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 20 tháng 7 xuất hiện sốt, ho, đau rát họng, được lấy mẫu, kết quả dương tính. Bệnh nhân là nam, sinh năm 1987, địa chỉ tại Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. Đây là F1, bố của bệnh nhân F0, xác định ngày 22 tháng 7, tiếp xúc lần cuối ngày 22 tháng 7, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. 2 ca thuộc chùm thứ phát liên quan chùm ho sốt. Bệnh nhân là nữ, sinh năm 1986, địa chỉ tại thôn 4, Tiến Xuân, Thạch Thất. Đây là F1 của F0, xác định dương tính ngày 22 tháng 7. Tiếp xúc lần cuối ngày 18 tháng 7, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, kết quả dương tính. Bệnh nhân là nữ, sinh năm 1955, địa chỉ tại Thịnh Yên, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng. Đây là F1, vợ của bệnh nhân F0, xác định ngày 22 tháng 7, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Một ca thuộc chùm liên quan Bắc Ninh là nam, sinh năm 1961, địa chỉ tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. Đây là F1 của bệnh nhân 60.443, đã được cách ly tập trung tại Học viện Nông nghiệp và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 20 tháng 7 xuất hiện sốt, ho, đau rát họng, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Một ca thuộc chùm 90 Nguyễn Khuyến, Đống Đa là nữ, sinh năm 1995, địa chỉ ở tổ 30, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là F1 sống cùng nhà với các bệnh nhân 46.373, bệnh nhân 46.374, bệnh nhân 46.375 đã được cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Xét nghiệm lần 3 ngày 23 tháng 7, kết quả dương tính, Bệnh viện Thanh Nhàn. Một ca thuộc chùm thành phố Hồ Chí Minh là nữ, sinh năm 2001, địa chỉ tại Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm. Đây là F1, con thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân NTH, xác định dương tính ngày 22 tháng 7, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 là 666 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 415 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 251 ca. Chuyên gia y tế, ca chỉ điểm ở Hà Nội là phần nổi của tảng băng chìm. Kính thưa quý vị, nhận định về tình hình dịch bệnh tại Hà Nội, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng cho rằng các trường hợp sốt, ho tại cộng đồng được phát hiện mới là phần nổi của tảng băng chìm. Hà Nội sẽ còn những ca bệnh lẩn khuất trong cộng đồng. Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 của Hà Nội liên tục gia tăng, có ngày lên đến hơn 60 ca. Tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội đã có 656 trường hợp mắc, riêng từ ngày 5 tháng 7 đến trưa ngày 23 tháng 7 là 387 trường hợp. Đáng chú ý, Hà Nội cũng phát hiện hơn 20 ca dương tính thông qua lấy mẫu các trường hợp sốt, ho tại cộng đồng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu cho biết đây là các ca bệnh ghi nhận được thông qua phát hiện sốt, ho tại cộng đồng, các trường hợp F1 của F0. Vừa qua, Hà Nội tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ trường hợp sốt, ho tại cộng đồng là biện pháp khoa học, hợp lý để phát hiện ra các ca bệnh. Qua đây tìm được F0, ổ dịch, từ đó thực hiện phong tỏa, giãn cách để phòng chống dịch. Nhận định về tình hình, chuyên gia Trần Đắc Phu cho hay,
Hà Nội sẽ còn những ca bệnh lẩn khuất trong cộng đồng, đây là điều không thể không tránh khỏi. Thời gian qua, Hà Nội giống như vùng trũng về dịch, rất nhiều người từ Bắc Ninh, Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh từ các nơi đổ về. Tiến sĩ Phu nhấn mạnh, ngay từ đầu chúng tôi đã nhận định nguy cơ dịch ở Hà Nội rất cao, vì thế dù số ca phát hiện chưa quá nhiều, Hà Nội đã quyết định thực hiện công điện 15 và thêm nhiều biện pháp chặt hơn. Vấn đề ở đây là phải thực hiện nghiêm công điện 15, nếu không nghiêm sẽ khó khống chế dịch vì đã có cả cộng đồng. Ông đánh giá dịch bệnh tại Hà Nội hiện trong tầm kiểm soát, truy vết và xét nghiệm được hầu hết các trường hợp F1, thậm chí lấy mẫu diện rộng xung quanh ổ dịch. Hiện nay Hà Nội vẫn thực hiện công tác truy vết được. Ngoài truy vết, phong tỏa diện hẹp, thực hiện giãn cách thì việc quan trọng là tiếp tục phát hiện ổ dịch mới. Mỗi phát hiện là một thông số quan trọng để đưa ra phương án ứng phó. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu cũng nhận định các trường hợp sốt, ho tại cộng đồng được phát hiện mới là phần nổi của tảng băng chìm. Đây là các ca chỉ điểm để từ đó xét nghiệm tiếp các trường hợp F1, F2, xét nghiệm rộng hơn ở cộng đồng để từ đó đánh giá về tình hình dịch của thành phố để có đáp ứng kịp thời. Một trong những biện pháp quan trọng là Hà Nội phải thực hiện thật nghiêm công điện 15. Khai báo y tế khi bị ho, sốt, Hà Nội đã yêu cầu tất cả những trường hợp ho sốt đều phải được lấy mẫu, xét nghiệm mà không yêu cầu yếu tố dịch tễ, chuyên gia nhấn mạnh thêm. Phó giáo sư tiến sĩ Phù nói, nếu số phát hiện được nhiều thì chứng tỏ số ca ở cộng đồng nhiều, vì đây mới chỉ là những trường hợp có triệu chứng, còn lại số không triệu chứng cũng là con số không hề nhỏ. Nếu giải rác thì tình hình phức tạp vì địa bàn rộng. Mỗi phát hiện là một thông số quan trọng giúp Hà Nội sớm đưa ra được phương án ứng phó kịp thời. Ngay từ những giai đoạn đầu, Hà Nội đã áp dụng các phương án khác nhau để kiểm soát người có biểu hiện ho sốt trên địa bàn. Tuy nhiên, hiệu quả chưa được như mong muốn. Nhiều trường hợp có biểu hiện ho sốt không khai báo, thay vào đó lại tự điều trị ở nhà hoặc mua thuốc về uống. Mặc dù đã có quy định các nhà thuốc phải hướng dẫn khai báo với những trường hợp có biểu hiện ho sốt đến mua thuốc cho các cơ quan kiểm soát dịch bệnh, tuy nhiên, số nhà thuốc thực hiện việc khai báo không nhiều, không nghiêm túc. Phó giáo sư tiến sĩ Phu cho biết, những người có những biểu hiện ho sốt khó thở thì cần khai báo y tế, thực hiện xét nghiệm sàng lọc để xác định có bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không. Chuyên gia nhấn mạnh, người dân cần chủ động khai báo y tế khi có biểu hiện ho sốt, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Thêm 4 ca COVID-19 tử vong ở Tiền Giang, đáng chú ý có một người trẻ tuổi không bệnh nền. Kính thưa quý vị, ngày 23 tháng 7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tiền Giang cho biết trong 2 ngày qua, tại Bệnh viện Dã chiến số 2, Bệnh viện Lao Phổi Tiền Giang đã ghi nhận 4 ca tử vong. Trong đó, 3 trường hợp là người lớn tuổi, có bệnh nền, người còn lại là trẻ tuổi, không có bệnh nền. Một trường hợp lớn tuổi là nữ bệnh nhân 57 tuổi, ngụ tại Lê Đại Hành, phường 1, thành phố Mỹ Tho, được Bệnh viện Dã chiến số 1 chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 từ 19 giờ ngày 11 tháng 7. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp cấp, viêm phổi, tiêu chảy cấp, viêm dạ dày trào ngược, nhiễm COVID-19. Nữ bệnh nhân được xử trí đặt nội khí quản và thở máy ngay lúc nhập viện, oxy, dùng thuốc. Đến sáng nay, 23 tháng 7, bệnh nhân diễn biến nặng, suy hô hấp không hồi phục, tử vong. Các bác sĩ kết luận, bệnh nhân tử vong do viêm phổi, do virus gây bệnh COVID-19, biến chứng suy hô hấp nặng, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng trên nền tăng huyết áp, cưu sinh, béo phì. Trường hợp trẻ tuổi là bệnh nhân 35 tuổi, ngụ tại khu phố 5, phường 2, thị xã Gò Công, được Bệnh viện Dã chiến số 3 chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2, tỉnh Tiền Giang từ 15 giờ ngày 21 tháng 7. Bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp cấp, viêm phổi do COVID-19, được xử trí đặt nội khí quản và thở máy ngay lúc nhập viện, oxy. Đến 20 giờ, người bệnh diễn biến nặng, hôn mê, suy hô hấp không hồi phục, tử vong lúc 21 giờ 30 ngày 21 tháng 7 do suy hô hấp nặng, viêm phổi do nhiễm COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh tổng cộng gần 50.000 ca COVID-19, 8.468 ca hồi phục và 434 người tử vong. Hà Nội thông báo khẩn tìm người đến cửa hàng liên quan F0. Kính thưa quý vị, Hà Nội vừa phát đi thông báo khẩn tìm người đến cửa hàng có liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2 mới ghi nhận. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố đã đến cửa hàng bán hoa quả, địa chỉ số 39 ngõ 145 đường Cổ Nhuế, tổ dân phố Chù 2, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm. CDC Hà Nội yêu cầu những người đã đến đây trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng ngày 18 tháng 7 đến 17 giờ ngày 22 tháng 7 tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 0243 8363 176, trạm y tế phường Cổ Nhuế 2, 0383 340 868, trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm,
0969082115 hoặc số 0949396115 CDC Hà Nội. Trong hôm nay, Hà Nội đã ghi nhận 38 ca dương tính SARS-CoV-2. Tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 656 trường hợp dương tính, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 410 trường hợp, số F0 là đối tượng đã được cách ly tập trung là 246 trường hợp. Bách hóa xanh sau khủng hoảng doanh số nở hoa hay thương hiệu bế tắc? Kính thưa quý vị, khi những lời tẩy chay trên truyền thông thưa thớt dần, thì giữa những siêu thị, cửa hàng tiện ích lẻn lỏi trong khu dân cư, người tiêu dùng cần mua thực phẩm vẫn sẽ chọn Bách Hóa Xanh. Nếu nhìn lại những làn sóng kêu gọi tẩy chay các thương hiệu lớn trước đây, hầu như sẽ không gây ảnh hưởng quá lâu lên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ như sau khủng hoảng nước mắm công nghiệp với nước mắm truyền thống, sản lượng nước mắm, nước chấm của Masan vẫn tăng trưởng hai con số. Gần đây nhất là HM, có lẽ chỉ sau một tháng người ta đã quên luôn thương hiệu này bị tẩy chay vì cái gì. Đen hơn có thể kể đến phim Trạng Tí, tuy nhiên bộ phim thất bát phần nhiều vì phải dừng chiếu sau 5 ngày ra rạp do Covid-19. Đó là những thực tế để tin rằng Bách Hóa Xanh rồi sẽ không làm sao sau pha thừa nhận tăng giá bị cả làng cho chơi một mình vừa qua. Một lý do khác phải nói đến là mô hình kinh doanh của Bách Hóa Xanh thực sự xuất sắc, thứ khó có thể bị đánh bại cho lúc này. Còn nhớ cách đây mấy năm, ông Nguyễn Đức Tài có nói rằng để kinh doanh Bách Hóa Xanh thành công, 50% là cái chúng tôi đã biết, 50% còn lại chúng tôi chưa biết. Có vẻ đến giai đoạn này, bài toán 50% còn lại đã được giải đáp. Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư ngày 9 tháng 10 năm 2015, CEO Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động Nguyễn Đức Tài cho biết hướng đi của chuỗi bán lẻ Bách Hóa Xanh không phải là tạo ra khác biệt bằng cách xây dựng vùng nguyên liệu, mở nhà máy sản xuất hay đầu tư xây dựng trung tâm phân phối lớn, mà chỉ là chuỗi bán lẻ thông thường hướng đến mục tiêu cung cấp cho khách hàng dịch vụ mua nhanh, mua rẻ. Đối thủ của Bách Hóa Xanh không phải là các chuỗi bán lẻ hiện đại như Coopmart, Vivimart, Citymart hay Vmart và cửa hàng tiện lợi như Circle K, Bsmart hay Shop & Go, mà chúng tôi hướng đến 80% thị phần bán lẻ Việt Nam vẫn nằm ở các chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa. Ông Nguyễn Đức Tài chia sẻ ở thời điểm đó. Chuẩn bị sớm, nhưng cho tới năm 2019, Bách Hóa Xanh chỉ đóng vai trò khá khiêm tốn với mức đóng góp vào doanh thu của tập đoàn vào tháng 5 năm 2019 chỉ ở mức 7,3%. Thời điểm này, Bách Hóa Xanh được giao nhiệm vụ mở rộng mạng lưới, tăng doanh thu trên từng cửa hàng và đạt điểm hòa vốn. Bắt đầu từ năm 2020, đơn vị này có tốc độ mở chuỗi và tăng trưởng doanh thu nổi bật trên thị trường. Năm 2020, chuỗi mở thêm 700 cửa hàng, trung bình mỗi tháng mở thêm 58 cửa hàng mới. Có những thời gian cao điểm như tháng 5 năm 2020, chuỗi này mở tới 131 cửa hàng. Tháng 6 năm 2020, mở 121 cửa hàng. Đến tháng 5 năm 2021, chuỗi này tăng gấp 3,3 lần số cửa hàng so với tháng 5 năm 2019. Lần đầu tiên, doanh thu vượt mốc 2.500 tỷ đồng, tăng 19% so với tháng 4 và tăng 56% so với cùng kỳ năm 2020. Theo giải thích của Thế giới Di động, doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng trong tháng này đạt hơn 1,35 tỷ đồng, một phần do nhu cầu tích trữ hàng hóa thiết yếu của người dân tăng mạnh trước các đợt giãn cách xã hội. Đến hiện tại, tức sau gần 6 năm, câu tagline tốt như siêu thị, tiện như chợ của Bách Hóa Xanh được thể hiện cụ thể trong cách kinh doanh. Cách bể gạo, rau củ ra ngoài với đa dạng lựa chọn giống như một tiệm thực phẩm, cá bơi trong bể làm sạch tại chỗ, thịt cắt theo yêu cầu nhưng giá được niêm yết trước, xuất xứ hàng hóa rõ ràng và cho thanh toán bằng thẻ hay ví điện tử. Có thể nói họ đã rất tự tin khi mở những điểm bán ngay cạnh chợ truyền thống, mở rộng mạnh ngay cả các quận huyện xa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Tới các tỉnh thành khắp miền Tây Nam Bộ, luồn lách sâu vào các cụm dân cư bình dân, các khu lao động nghèo. Họ hiện có gần 2.000 cửa hàng ở khắp miền Nam, chỉ sau đôi ba năm bùng tỏa. Đó là những điều mà không nhiều siêu thị làm được. Trong một báo cáo của Deloitte tháng 3 vừa qua về người tiêu dùng Việt, thì bốn yếu tố quan tâm nhất khi đi mua thực phẩm lần lượt là chất lượng, độ tươi ngon, độ an toàn và giá cả. Cái mà Bách Hóa Xanh đang vượt trội hơn các thương hiệu khác là họ tạo ra được cảm giác tươi và sạch. Và tin được không, họ làm điều đó ở quy mô cửa hàng chỉ từ 300-500m² và trên hệ thống lên tới gần 2.000 điểm bán. Một điểm nữa mà Bách Hóa Xanh đang làm tốt hơn đối thủ là cách làm khuyến mại của họ thông minh. Không sa đà vào tích điểm hay giảm giá, Bách Hóa Xanh đưa ra ưu đãi mua sản phẩm phổ thông như sữa, bánh, nước giải khát với giá ưu đãi khi đạt giá trị hóa đơn nhất định.
Bạn có sẵn sàng bỏ ra thêm 10.000 mua một thứ không cần thiết chỉ để mua nước giặt với giá giảm một nửa? Vậy điều gì có thể gây tai hại cho Bách Hóa Xanh lúc này? Trong hàng loạt những bức xúc, trách móc, bàn tán, thậm chí là tẩy chay, thậm chí cơ quan chức năng cũng đã phải vào cuộc. Thực ra mọi thương hiệu sẽ bị đánh bại nếu như yếu tố cốt lõi của họ mất đi. Với Bách Hóa Xanh, họ sẽ mất lợi thế nếu đánh rơi yếu tố tươi và sạch. Nhưng nguy cơ lớn hơn là đánh mất đi niềm tự hào với con người mà MWG luôn xây dựng. Thực tế là khi phát triển quá nhanh, nhân viên Bách Hóa Xanh không còn giữ được sự niềm nở hay nhiệt tình như mong muốn. Doanh nghiệp cũng đã phải đối mặt với các tình huống nhân viên gian dối, thu lợi bất chính tại cửa hàng. Những rủi ro về mặt con người ở đâu cũng có, nhưng văn hóa doanh nghiệp của thế giới di động lấy nhân viên làm trọng có lẽ đã bị lung lay sau đợt khủng hoảng này. Một yếu tố khác, khi xu hướng chuyển dịch dần sang online thì phần online của Bách Hóa Xanh chưa thực sự tốt, giống như đa số các siêu thị khác. Dù cho kênh Bách Hóa Xanh online tiếp tục được báo cáo tăng trưởng mạnh mẽ về cả số lượng đơn hàng và doanh thu đóng góp, số lượng và giá trị giao dịch của Bách Hóa Xanh online trong 5 tháng đầu năm nay gấp lần lượt là 4,8 lần và 3,9 lần số lượng và giá trị giao dịch trên kênh này cùng kỳ năm 2020. Đợt giãn cách lần này đã bộc lộ rõ vấn đề ở kênh bán quan trọng này và nó sẽ dẫn đến hai tình huống. Một là bứt phá trong cuộc chơi online để tiếp tục duy trì vị thế trong mảng bán lẻ. Hai là tụt hậu và nhìn đối thủ tiến lên. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem tới cuối video này. Đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.